Mình chào quý cô chú anh chị đến với kênh Minh Hạnh nhà đất Kiên Giang. Và hiện tại em Hải đang có mặt ở hẻm 45 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay em Hải giới thiệu đến cho quý cô chú anh chị một ngôi nhà ngang 6 m, dài là 19 m của hẻm này ha. Hẻm này thì rộng rãi, ô tô đi đến nhà luôn quý anh chị. Nhà mình thì còn rất là mới ha. Nhà này là xây ở rất là chắc chắn và kiên cố. Thì hiện tại chủ nhà đang kêu bán với giá là 1 tỷ 150 triệu quý anh chị. Rào trắng song sắt nè, rất là đẹp nè. Chủ chưa săn độ xe tầm khoảng 3 mét nha quý anh chị. Nhà 6 mét khá là rộng rãi ha. Đây là vị trí không gian phòng khách rất là rộng rãi luôn. Rất là đẹp. Gạch lót tường cao khoảng 1,5 m quý anh chị. Mình dán dán tường ha. Này thì cho nó sạch ngôi nhà. Do mấy tháng nay là nhà này là không có người ở, cho nên nó hơi bụi chút xíu nhưng còn rất mới với anh chị. Không có người ở, nó bị cúp điện luôn. Nhưng mà mình bước vô đây cảm giác rất là mới luôn. Nhà mình có 2 phòng ngủ nha, phòng này cũng khá rộng rãi ha. Tiếp đến là phòng thứ hai nè. Phòng này thì có máy lạnh và có nhà vệ sinh ở phía trong. Cúp điện mà mình quay vẫn sáng nha quý anh chị. Nhà này thì mình vô mình ở luôn, mình không cần phải sửa chữa gì hết. Còn rất là mới luôn. Đây là vị trí không gian bếp nè và toilet ha. Đây là nhà vệ sinh, cũng khá là rộng rãi. Đây là vị trí bếp nè, rất là đẹp. Và đặc biệt hơn là phía sau mình còn có một cái hẻm thông nữa. Tính ra nhà này là mặt tiền hẻm ha. Đây mình có nơi để cửa chén bát nè. Hẻm sau này cũng rộng rãi nha quý anh chị, ô tô đi được luôn ha. Nhà còn rất là mới và chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 150 triệu thôi quý anh chị ha. Có thương lượng và có hỗ trợ ngân hàng. Biết thêm thông tin chi tiết về ngôi nhà thì xin quý cô chú anh chị vui lòng gọi số điện thoại mà em hãy ghi trên clip nha. Một lần nữa em xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.